một ngày kiếm hơn 1 tỷ của mình nó sẽ như thế nào. Đùa các bạn thôi, hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của năm 2023 và mình đưa cả nhà đi làm các bạn ạ. Đó, đây là lúc đến công ty rồi. Đấy, ông bố lóc nhóc, ba người con, thêm một cô vợ xinh đẹp đằng sau nữa đang làm cameraman cho mình. Đấy, ngồi chờ thang máy thì mình giới thiệu với các con là đây bố có một số cái công ty như là Trung Thực Land này, HBG đổi thành Trung Thực Invest này, đấy, Trung Thực Media hay là Trung Thực Auto này. Đấy, lên đến phòng ấy thì là khách hàng thì lại chờ sẵn đây rồi các bạn ạ. Tức là anh chị đến trước, anh chị ký trước, mấy bố con léo đéo bây giờ mới tới. Khách hàng thì đã ngồi ký giấy tờ xong hết rồi. Hôm nay thì vợ chồng mình sẽ ký trực tiếp với cả khách hàng luôn. Tại vì trong cái quá trình chờ đợi thì khách hàng chuẩn bị tài chính thì bên mình đã chuẩn bị xong tài chính nên mình đứng tên trước và chờ khách hàng đủ tài chính mình mới sang tên. Còn bình thường nếu mà khách hàng đứng từ chủ đầu tư sang tên khách hàng thì nó giảm chi phí rất là nhiều. Nhưng mà do là nhiều lúc thì do sổ, nhiều lúc do về vấn đề tài chính này, nó đang trăm thứ về. Đấy, mà nói chung ấy là bây giờ thì thôi cứ bán lỗ bán hòa cũng là may rồi, mà giá bất động sản nó thấp thật. Nói chung là anh em nếu mà cứ đầu tư bất động sản liên hệ mình nhá. Có rất là nhiều đất từ 300 triệu trên dưới 300 triệu đến khoảng 4-5 tỷ sẵn sàng sổ đỏ rồi, anh em chỉ việc ký thôi. Và tất nhiên giá thì nó là anh em thẩm định được mà, đúng không? Mình cũng không thể là hoa hòe hoa sói ở đây được. Đấy. Và những khách hàng mà đợt này xuống tiền ấy, mình nghĩ họ cũng là khác biệt đấy. Chứ còn bình thường nhà đầu tư thì thường theo cái xu hướng đám đông. Tức là khi nào cả xã hội đi mua thì họ lại đi mua, cả xã hội bán thì có khi lại họ lại bán. Và thực ra như thế thì nhà đầu tư lại thường hay mất tiền các bạn ạ. Vì cuộc chơi nó không bao giờ dành cho số đông cả, đúng không? Những cái lúc nào mà thị trường nóng thì chúng ta nên bán, và lúc nào thị trường lạnh thì nên mua. Đấy, mình thấy thế là đúng đấy. Nhưng mà bản thân là ai cũng biết đúng, nhưng mà làm được hay không ấy thì đúng là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Ký xong thì thôi lại làm vai trò ông bố bỉm sữa thôi, ru con ngủ này, đấy, bế con đi về này. Nói chung là mình rất khéo chăm con nhá, các bạn yên tâm, mình rất khéo chăm con, mình rất tự tin về vấn đề này. Đấy, cho con ăn, con ngủ, tắm hay là mọi thứ, khám chữa bệnh, chăm sóc, mình rất là tự tin. Đấy, anh em nếu mà ai mà tự tin được như mình chăm con thì điểm danh với cho vui. Hội ông bố bỉm sữa, giao lưu nhá. Rồi, chúc mọi người một năm mới đại thắng, đại đại thắng. Rồi, hẹn mọi người ở clip sau.